Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, khi trẻ bị sốt cao, nhiều phụ huynh thường sử dụng miếng dán hạ sốt, chườm lạnh, thuốc hạ sốt nhằm hạ sốt nhanh chóng cho trẻ. Tuy nhiên, đây đều là những quan điểm sai lầm. Thông tin được chúng tôi tổng hợp từ trang Tân Trí và trang tin tức 24 giờ có thể giúp cho bạn từ bỏ được những thói quen nguy hại khi chăm sóc trẻ nhỏ bị sốt. Cần xác định chính xác nhiệt độ trẻ nhỏ. Theo các chuyên gia y tế, để xác định nhiệt độ chính xác cho trẻ nhỏ lúc đang bị bệnh là rất cần thiết, vì nếu thân nhiệt đo không chính xác có thể dẫn tới quyết định sai lệch của bác sĩ. Với trẻ nhỏ khi bị sốt trên 38 độ C mới cần có biện pháp hạ sốt để tránh tình trạng co giật ở trẻ. Nếu chưa đến 38 độ C mà lạm dụng thuốc hạ sốt có thể gây giảm thân nhiệt đột ngột, cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh. Vì vậy, điều tưởng như đơn giản này lại vô cùng quan trọng khi tiên lượng bệnh cho bệnh nhân. Lưu ý khi đo nhiệt độ cho trẻ. Với một số trẻ, việc đo nhiệt độ rất khó khăn và thường sợ khi phải đo nhiệt độ thủy ngân. Để tránh tình trạng nguy hiểm cho trẻ, nhiều gia đình đã lựa chọn nhiệt kế điện tử. Hiện nay có nhiều loại nhiệt kế điện tử như nhiệt kế điện tử dạng bút, nhiệt kế điện tử đo trán và nhiệt kế điện tử đo tai. Dù bạn lựa chọn loại nhiệt kế điện tử nào thì sản phẩm bạn lựa chọn phải có xuất xứ rõ ràng, chất lượng được các tổ chức y tế công nhận. Các phương pháp đo nhiệt độ chính gồm đo ở nách, tai, miệng, trán và hậu môn. Nhiệt độ trung bình hoặc nhiệt độ của các bộ phận bên trong cơ thể chính xác nhất là ở hậu môn. Với một số trẻ, việc đo nhiệt độ ở hậu môn và miệng khá khó khăn, vì vậy nhiều bậc phụ huynh chọn nhiệt kế đo nhiệt độ ở tai. Không nên cho trẻ uống thuốc hạ sốt quá sớm. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai lưu ý, sốt chỉ là triệu chứng không phải bệnh. Đây là phản ứng của cơ thể khi không may bị nhiễm virus, vi khuẩn. Nếu sốt không làm cho trẻ chán ăn, không gây bứt rứt, khó chịu thì để nguyên, trẻ sẽ hết sốt tự nhiên và phần lớn các bệnh nhiễm trùng lại nhanh khỏi. Cha mẹ không nên cho trẻ uống thuốc hạ sốt khi nhiệt độ vẫn dưới 38,5 độ. Đặt nhiệt kế ở nách là chính xác nhất, không đo ở miệng, trán hay hậu môn, cũng không cộng trừ thêm 0,5 độ như ngày trước. Khi trẻ sốt nhẹ ở mức 37,5 tới 38,5 độ, chỉ cần cởi bớt quần áo, cho bé uống nhiều nước hoặc bú mẹ nhiều hơn. Không nên chườm lạnh cho trẻ. Thay vì dùng khăn ấm lau người cho trẻ, chườm lạnh là biện pháp hầu như bố mẹ nào cũng áp dụng khi con sốt, nhưng thực chất biện pháp này không có tác dụng mà còn gây hại. Theo Phó giáo sư Dũng, nếu trẻ sốt do các bệnh liên quan đến hệ hô hấp, chườm lạnh sẽ làm bệnh trầm trọng thêm. Đặc biệt, bố mẹ tuyệt đối không dùng đá chườm vì có thể gây bỏng lạnh, khiến trẻ bị suy hô hấp. Sai lầm khi cho trẻ uống xen kẽ các thuốc hạ sốt. Hiện có hai loại thuốc hạ sốt có tác dụng tương đương là paracetamol và ibuprofen. Tốt nhất nên dùng paracetamol, khoảng cách dùng từ 4 tới 6 tiếng. Tuyệt đối không dùng xen kẽ hai loại thuốc này vì liều lượng hai loại khác nhau. Paracetamol dùng 15 mg/kg cân nặng, còn ibuprofen là 10 mg/kg. Việc uống xen kẽ cũng dễ khiến phụ huynh nhầm khoảng thời gian uống tiếp theo, có thể gây tác dụng phụ. Khi cho trẻ uống hạ sốt, cần tránh bọc kín quá, nên để trẻ mặc đồ thông thoáng, không đắp chăn, mở thoáng cửa. Không nên tự chia liều thuốc nhét hậu môn. Loại thuốc nhét hậu môn có liều lượng tương đương thuốc uống, dùng cho những bé không uống được hoặc hay nôn. Paracetamol hấp thu nhiều qua trực tràng. Do đó, phương pháp nhét có nhược điểm là hấp thu thất thường. Nếu trong trực tràng có phân sẽ ít tác dụng. Lưu ý, liều lượng nhét thuốc hạ sốt qua đường hậu môn là liều cố định, không được bẻ hay nhét 2 tới 3 viên một lúc. Hiện các viên đặt có liều lượng phổ biến là 80 mg, 150 mg, 300 mg. Tùy vào trọng lượng cơ thể của trẻ, bác sĩ sẽ kê liều phù hợp do khả năng bị ngộ độc thuốc qua đường đặt cao hơn đường uống nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, lưu ý khi sử dụng thuốc tránh thai sẽ là nội dung chính trong chương trình ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt.